Thưa đại chúng, là khi nói đến đạo Phật á, hay là không cần nói đến đạo Phật, thì con người thường thường người ta hay nói cái gì cũng do tâm. Chẳng hạn có những vị người ta không đi chùa, không tu hành gì hết, người ta nói tôi tu tâm, tôi muốn đi chùa, tôi muốn ăn chay niệm Phật, tôi muốn làm gì hết, tôi tu tâm. Nhưng mà cái tâm của mình nó đa dạng lắm. Tại vì cái tâm mình nó có tâm ác, tâm thiện, nó đủ, mà mình phải biết rõ nó là tâm gì để mình có thể tu sửa được nó. Cũng giống như một cái người thợ sửa tủ lạnh mà không biết các tên gọi của các món ở trong cái tủ lạnh thì làm sao mà sửa. Cho nên mở cái hộp tủ lạnh ra là phải biết cái nào là kim đồng hồ, cái nào là cái kim độ, cái gì với gì, rà vô hồi là biết nó hư cái gì để sửa. Như Pháp Hòa hay là một số quý vị, mình không biết gì về cái tủ lạnh đó hết, thì mình mở ra hồi là nó càng một, nó hư thêm chứ nó không có lợi ích gì hết. Như vậy muốn sửa cái tủ lạnh thì gọi là tu sửa. Chữ tu nghĩa là sửa. Vậy thì muốn sửa cái tủ lạnh thì người đó nhất định phải biết về cái tủ lạnh đó. Chẳng những biết tên gọi nó, biết cái bệnh của nó, và còn biết gì nữa? Biết cách trị bệnh, chứ không phải nói khơi khơi. Và đa phần là chúng ta cứ nói khơi khơi, tu tu tâm, tôi không cần đi chùa niệm Phật, ăn chay bố thí sám hối tụng kinh gì đó. Thậm chí có người thì nói rõ ràng hơn, tôi có tội lỗi gì đâu đi chùa. Vô số lượng đi chùa là số tội lỗi hết. Tôi có tội gì đâu mà sám hối. Thật ra mấy vị có tội quý vị sám hối chứ, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng là không phải. Bởi vì tất cả chúng ta, chúng ta có hai phần thân và tâm. Nhưng mà cái phần thân á, phần miệng á, nó được điều khiển bởi cái phần tâm. Nói nôm na bình thường là cái ý của mình thôi. Thí dụ cái tâm mình hiền vui thì mình gặp cái người đó, cái tự nhiên con mắt mình nó rạng rỡ. Còn cái thân là con vật chất, là con cái phần sắc thân là phần mắt. Mà hãy cái lòng mình vui là nó hiện lên con mắt, nó hiện lên cái nụ cười, cái hiện lên cái hành động là bắt tay. Nhưng mà nếu mình gặp cái người đó mình bực bội, mình tức tối thì nó cũng thể hiện liền. Con mắt mình bắt đầu thay, giờ nó nhìn ngay, giờ nó nhìn xéo. Bắt đầu nó trợn lên, thấy không? Rồi bình thường miệng mình nó đẹp, vậy là mình gặp cái người đó có nó trề ra một dầu vậy. Thực ra cái thân của mình á, nó là cái chỗ đi theo cái tâm. Thành nữa nếu mình tu mà mình không rõ được cái tâm đó đó, thì cái tướng mình nó sẽ xấu theo cái tâm. Kỳ trước Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa có giảng cái bài tu tướng tu tâm đó. Có nhiều người nói tu tâm, nhưng mà thật sự cái tướng nó từ đâu ra? Tướng từ cái tâm. Thật sự thì chỉ đồng ý là tu tâm, nhưng nếu không biết tâm là gì để tu và tu cái gì với nó thì cái tướng nó không đẹp được. Thật sự là dù mình có trang điểm cỡ nào đi nữa, nó chỉ là cái hình sắc thôi. Cái quan trọng là cái biểu lộ của cái đẹp đó. Thật sự con người mình không ai xấu hết á. Cái quan trọng là mình biết thể hiện cái đẹp của mình không. Ai cũng có khả năng rất là sang trọng, nhưng mà quan trọng là biết cách ăn mặc không, để cái sang trọng đó nó có mặt. Nhà mình là không thiếu cái gì hết, nhưng mà quan trọng là biết nấu không để nó ra món ăn. Mình có tất cả những loại trang sức, nhưng mình có biết cách trang trí nó lên không. Ví dụ như quý vị treo một cây mai của ngày Tết thì mình phải treo nào là bao lì xì, nào là cái thiệp chúc Tết, nào là những cái gì mà nó liên hệ tới cái lễ Tết của người Á Đông. Không có ai mà lấy một cây mai mà treo mấy cái trái châu của cây Noel lên trên đó, không có sao hết. Nhưng mà người ta nhìn vô, người ta biết là anh này không có biết trang trí, chứ có tội lỗi gì đâu, không ai bắt phạt mình gì nữa. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta biết thể hiện cái sành điệu, cái biết sống, cái biết cách trang trí của mình không thôi. Cho nên cái nhà mà như vậy mà những người mà người ta trang trí nội thất, người ta làm ăn được là vậy. Là tại vì mình không biết trang trí thì cái người đó ta phải tới, ta nhìn cái khung viên gia đình mình, để người ta biết được cái bức tranh nào treo ở đâu,
bộ ghế nào để như thế nào, cái tấm kiến kia treo như thế nào, làm cho cái nhà mình nó đẹp rồi, bắt đầu giờ nó sang, nó đẹp hơn nữa. Bản thân mình cũng vậy thôi, mình cũng có những cái tâm thiện và tâm bất thiện. Và chúng ta đừng để cái tâm bất thiện đó nó sinh khởi thì nó xấu thôi. Nhưng mà trong khi đó mình có tâm thiện mà không khởi lên, không làm cho nó đi lên thì nó uổng đi. Thì vì vậy cho nên nhà Phật nói cho đúng ra là Phật giáo dạy chúng ta trở về với chính mình. Tại chỉ khi nào mình sống mình có trở về với chính mình thì thứ nhất mình không quá khổ đau, bản thân mình không quá khổ đau, và mình sống không bị cái gọi là quê cợt, không thức thời, không thích hợp, và làm cho người xung quanh khó chịu với cái cách sống của mình. Cho nên mình nhìn ra ngoài là được rồi, nhưng cũng không thể thiếu phần nhìn lại bên trong. Pháp Hòa hay ví dụ, sáng ngủ dậy là con người phải mở mắt. Mà mở mắt để làm gì? Thì nhìn bên ngoài mới thấy. Nhưng mà cuối cùng con người cũng rất sẽ rất mỏi mệt với một ngày mở mắt, và cần, rất cần cái thời giờ để làm gì? Nhắm mắt. Có nhiều bài hát nhắm mắt lắm đó. Nhắm mắt cho tôi tìm gì đó. Mình nhắm mắt để làm gì? Là cái nhắm mắt đó là biểu tượng cho cái sự nghỉ ngơi. Và khi con người muốn suy tư á, con người đều nhắm mắt lại. Nó là một biểu lộ của trạng thái trở về, thì cái này nó mới phát triển. Quý vị thấy những người mà người ta viết sách, những người người ta tư duy, những người ta đang có một cái nỗi niềm gì đó, tất cả phần lớn là biểu hiện qua một sự nhắm mắt. Người ta cần suy nghĩ gì, người ta nhắm mắt, ta suy nghĩ. Thậm chí người ta muốn nhớ gì lại, người ta nhắm mắt, để ta nhắm mắt để ta ôn. Không biết cái chìa khóa để đâu, nhắm mắt suy nghĩ để đâu. Có phải không? Nó biểu một cái hình tướng của cuộc sống. Cho nên con người mình mở mắt để mình nhìn bên ngoài, nhưng mà cũng không thể không có thời gian để mình nhắm mắt. Chẳng hạn tối mở suốt ngày rồi mệt quá, cuối cùng cũng phải đi. Thậm chí có người nói sao? Cho tôi đi nhắm mắt nghỉ một chút. Có nhiều người nghỉ không được nữa, ngơi. Nghỉ là gì? Nghỉ là cái khoảng thời gian nó dài hơn. Còn nhắm mắt chừng 5-10 phút kêu là ngơi, nghỉ ngơi. Ví dụ đang làm việc cho tôi nói thôi, ngơi tay chút đi. Nghĩa là vẫn phải làm nhưng mà dừng lại đi, vài phút sau rồi làm tiếp. Còn nghỉ là sao? Dẹp, nghỉ luôn. Ngơi, làm hồi cái thôi cho ngơi chút. Cho tiếng Việt mình ta dùng chủng vậy đó. Làm việc hồi thôi ngơi tay chút đi, ngồi uống chung trà rồi làm tiếp. Ngơi tay chút, ăn cái bánh rồi làm tiếp. Thì một ngày mình á, ban đêm mình nghỉ mà ban ngày là mình ngơi. Làm việc rồi break 15 phút, uống cốc cà phê, ăn cái bánh rồi lấy lại sức, rồi bắt đầu làm việc tiếp. Thì thường thường trong cuộc sống á, ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như nè, con của mình ở nhà đó, nếu mà hàng ngày quý vị cứ tưới tẩm cái xấu của nó thì nhất định nó sẽ theo cái đà đó nó sống. Thí dụ bây giờ mình biết nó làm biếng phải không? Đừng có chửi cái làm biếng nó hoài. Mày là cái thằng biếng nhất thay. Tối ngày gặp nó đâu là chửi nó. Mình chửi là mình tưới đó. Mình tưới cái hạt giống làm biếng của nó và nói cho nó biết rằng mi là cái thằng làm biếng. Mình biết nó như vậy phải không? Thì mình phải tìm mọi cách đừng để cái làm biếng nó có mặt. Coi con ra phụ mẹ chút đi, mẹ bận tay quá. Mình không nói cho nó biết là biến quá, đi ra đây phụ rửa. Đừng nói cái đó, đừng có đụng chạm cái đó. Như vậy là mình nhờ nó, tại vì nó làm biến sao. Mặc dù là đúng vậy nhưng không tưới nó cái đó. Coi con ra đây con phụ mẹ đi, mẹ bận tay quá, mình gấp ăn cơm rồi. Con ơi con phụ mẹ xúc tuyết đi. Mình cứ nói những cái chuyện mình cần, nhưng mà đừng có nói cái chuyện là mình nằm đó hoài, mình làm biếng quá, mày ra đây mày phụ tao.
thì nó cảm giác rằng nó được nhờ hay nó được kêu ra làm là tại vì mình thấy cái không phải là mình cần nó thật, mà mình đang ghét bỏ cái mà nó đang vướng vào. Thì cái hình thức đó là một dạng tâm lý gì vậy nữa? Nó là tâm lý gì? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị mời Pháp Hòa ăn một món ăn, quý vị nói thầy mới tới, thầy con mời thầy ăn bánh, thầy ăn này đi, tại vì để mấy ngày đâu ai ăn hết trơn. Thì đa số đôi khi mình quên cái chuyện đó, mình hay nói vậy đó, thôi ăn đi, em ăn lát bỏ đó. Thì người ta sẽ cảm thấy ô như vậy là tôi được ăn là tại diện lát sẽ bị bỏ thùng rác, chứ không phải là quý vị thật lòng, quý vị tốt, quý vị mời tôi ăn. Quý vị hiểu được cái chỗ mà nói ha. Thật ra trong cuộc sống này á, có những cái mà nó thuộc về negative, nó thuộc về cái thành phần tiêu cực mà Phật giáo gọi là tâm bất thiện đó. Tâm bất thiện đây không có nghĩa là mình giết người hại vật mà là bất thiện. Lười biếng là một tâm bất thiện, là một hành, một cái tâm hành bất thiện. Không có biết xấu hổ cũng là một tâm hành bất thiện. Sân, nổi nóng là một tâm hành bất thiện. Thì mình biết cái người đó họ sân á, thì mình cứ luôn luôn nói những cái điều gì để tưới tẩm cái hạt giống không sân ở họ. Mà đừng có bao giờ nói đó. Khi mình nói như vậy nghĩa là mình thấy được cái này cho nên mình nhờ người ta cái này. Thì người ta sẽ cảm thấy người ta không phải thật tâm được, mình thấy cái lợi ích của họ mà mình dùng. Mình thấy được cái người đó tốt cho nên mình mới nhờ họ. Chứ mình nói là tại vì anh như vậy cho nên tôi phải như vậy. Mà trong cuộc sống đôi khi do cái vô tình, sơ ý, mình luôn luôn đi với người nào đó, nhất là những người thân mình, tại mình thấy họ rõ quá đi, cho nên rồi mình làm cái điều này, nhưng mình luôn luôn mình nói rồi lôi nó đi đi, để lát ở nhà nó như vậy. Thành thử ra lúc nào mình làm một cái gì cho ai đó, luôn luôn là mình có một cái ý tưởng đen tối về người đó phía sau. Một hôm nay anh thương tôi không phải như là gì, anh thật tâm anh hiểu tôi, mà tại vì anh thế này thế kia. Chứ có nhiều người họ nói trước nha, đừng có thương hại tôi nha. Tôi không thích ai thương hại tôi hết. Đó, Pháp Hòa nói như vậy để rồi đại chúng để ý trong cuộc sống, mà nhất là tuổi trẻ. Nếu mình phát hiện ra con cháu của mình nó có những cái phần nào tiêu cực thì tự mình phải sáng chế tác những cái điều tích cực để lôi nó ra khỏi cái đó, mà không chạm vô cái kia, không cần chạm vô cái kia. Và chính cái đó đó, nhà Phật gọi là gì? Nhà Phật gọi cái đó gọi là thiện. Thiện là khéo. Mình phải khéo thấy cái dở để rồi đi tìm những cái khác soi dịu nó. Thường thường á, mỗi ngày mình thức dậy, có nhiều khi đến giờ mình ăn sáng mà mặc dù mình không có đói, nhưng mà theo có thói quen là giờ đó cái mình cũng kiếm gì mình ăn. Mình ăn để mà mình giữ cái thời khóa của mình, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ví dụ vậy. Và thường thường mình không cần phải dùng cái từ là đối trị. Đối trị nghĩa là nó dày này, cho nên mình phải kiếm cách mình đối phó nó. Thì thật ra nó cũng có cái từ đối trị đó. Nhưng mà cái chữ đối trị ở đây đó, nó chỉ có nghĩa là mình lấy cái này để mình xoa dịu cái kia. Cái dở này, lấy cái tốt này để xoa dịu cái dở này, để làm cho cái dở này nó đừng có phát triển thôi. Chứ nó không có cái ý là chống phá, đẩy lui, tiêu diệt, mà đừng để nó phát triển thôi. Có nhiều cơn bệnh đó, người ta bị bú, người ta những cái bệnh trong người đó, thì bác sĩ khám xong rồi bác sĩ nói thôi đừng đụng tới. Nó đang nằm yên vậy bao nhiêu năm nay mà tôi cũng lạ là năm mấy năm nay là cái cục bú này nó vẫn nằm yên, thôi đừng phá nó. Bây giờ tôi sẽ cho thuốc để mà điều dưỡng ở cái phần chữa bệnh.
nhưng không đụng vô. Tại vì biết đụng vô là nó sẽ vỡ, di căn. Thì cũng giống như mình, cuộc sống của mình vậy đó. Có những người mình thấy được cái đó rồi mà họ không có phát triển vậy thôi, để yên đi. Thì bây giờ mình tìm những cái thiện tưới vô đó. Cái thiện mà nó đủ rồi đó thì nó đủ để nó ôm ấp những cái bất thiện kia. Đó là một hình thức đối phó gì nữa. Nhưng mình không cần phải dời họ, đuổi họ, đánh họ, mà cứ như vậy mà tu sửa. Một cái nhà mà nó hồi đó Việt Nam, quý vị ở nhà ngói, ai từng ở nhà ngói, mà khuya là mèo nó chạy lên cái ngói rần rần, nó lại bắt đầu ngói nó bị xê dịch, đúng không? Ở đây có ai dời ngói chưa nè? Phong Hoài nhớ hồi nhỏ mỗi lần mà nó bị con mèo nó chạy lỡn, nó lâu ở dưới này lấy cái cây á dời ngói từ từ lên lắp lại. Đâu có cần phải dỡ cả cái nhà lên chỉ vì một cái lõm đó đâu. Mà chúng ta biết thấy cái lõm nào thì chúng ta biết dời ngói lợp lại để cho cái lõm đó nó được lắp. Nếu như mà mình thấy bất cứ một cái bất thiện nào ở nơi người nào đó rồi mình đẩy họ ra là bảo đảm luôn, suốt đời này mình không có người nào mình chơi hết. Ngay cả vợ mình, chồng mình, và bản thân mình luôn. Có người nào mà không có những cái khuyết điểm, mà hãy cái khuyết điểm nào rồi là mình tẩy chay hết. Thì rốt cuộc mình trở thành giáo chủ của tẩy chay. Mình chỉ có tẩy chay mà mình không có cái khả năng tẩy rửa. Mình không có khả năng để điều chỉnh, mà mình chỉ có khả năng dọn dẹp. Cho nên dọn thì được mà đừng dẹp. Cho nên nó nhiều lúc nói xong giật mình. Đồ đạc của người ta để đó, mình được quyền dọn, dỡ lên, lau chùi, để lại. Mình dẹp là mình cất của người ta luôn, người ta kiếm không ra. Trước khi lên hành lễ, nhớ dọn mình cho sạch. Dọn mình là gì? Lau chùi, tắm rửa, súc miệng, rửa mặt. Con người mình nó có cái dơ. Bây giờ trước khi mình lên một khóa lễ thì mình dọn mình. Nhà mình dơ quá phải dọn. Và có những cái được dẹp, nhưng mà có những cái chỉ được dọn mà không dẹp. Và trong cuộc đời này á, nếu mà ai mình cũng dẹp hết trơn mà không chịu dọn, không có ai để chơi. Mà ngay bản thân mình luôn, người mình nhìn ta được vậy thì người ta cũng nhìn mình được vậy thôi. Cho nên cái quan trọng là Đức Phật dạy mình cái gì? Dạy mình là biết chỉnh những cái gì đã hư, sửa những cái gì nó đổ vỡ. Gia đình nào mà không có những giây phút đổ vỡ? Nói chuyện mà không đang nói câu chuyện nửa chừng bắt đầu gây là đổ rồi đó, đổ vỡ rồi đó. Đổ vỡ đó không có nghĩa là đợi tới khi nào ly dị mới kêu đổ vỡ nha. Câu chuyện nó đang nói mà nó không được tiếp diễn một cách tốt đẹp, nó dừng nửa chừng là câu chuyện nó đổ vỡ. Mình đang làm một cái việc chung với nhau mà giờ tự nhiên giờ nó không có ăn ý với nhau nữa rồi, giờ mạnh ai nấy làm đó thì một hình thức đổ vỡ. Nhưng mà mình tu á, là mình biết nhìn trở lại. Cho nên người nào muốn hạnh phúc á, là người đó phải nhìn trở lại mình. Mỗi ngày có một bài hát á, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn kỹ quê hương, nhìn rõ quê hương, nhìn kỹ lại mình. Quê hương đây là biểu tượng cho một bên ngoài. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên là ngồi thiền chứ gì nữa. Nhìn kỹ quê hương và nhìn rõ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim. Không thích là bỏ nhà đi, chuyện đó quá dễ. Nhưng mà người ta sẽ nói với mình, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày quá. Anh đừng có quên rằng trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt. Nhật là mặt trời tượng trưng cho ban ngày, nguyệt là mặt trăng tượng trưng cho ban đêm. Nếu mình không khéo thì mình sẽ bị chi phối và sống lây lất mỗi ngày, cứ ngày qua tháng lại, rồi cũng không được gì hết, phải không? Cho trăm năm vào hết một ngày. Mình là những hạt bụi gì đó, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Nhưng mà cát bụi này làm được quá nhiều việc trong thời gian nó hình thành, cho nên cuối cùng nó rã ra rồi. Ôi cát bụi tuyệt vời. Đấy, mình là thân cát bụi mà. Nhưng mà cái cát bụi của mấy mươi năm này nó xứng đáng quá. Nó làm được lợi cho người, nó làm được việc này, nó làm được việc kia. Rồi một mai nó đi về với cát bụi, nó không phải là tuyệt vời sao? Quá màu nhiệm, quá tuyệt vời. Cái hoa này nó cũng sẽ trở về cái phân hủy của nó, nó sẽ bị phân bón ra. Nhưng mà trước khi nó rã ra, nó tiếp tục nó làm đất để cho những cái hoa khác nó đã đóng góp, nó đã có mặt một cách rất tuyệt vời, rất màu nhiệm. Bằng chứng là hôm nay nó được ngồi trên bàn này một cách rất trang trọng, và mọi người đều nhìn nó, ngắm nó, khen ngợi nó, tưới tẩm nó. Rồi cuối cùng nó trở về. Nhưng mà nó tự gì? Nó cũng tự những cái phân rác mà nó có mặt thôi. Thì mình nhìn được như vậy đó. Nhà Phật gọi là quán. Quán là gì? Là nhìn sâu là thấy rõ. Cho nên mình có một Bồ Tát tên là Quán Thế Âm. Phải quán cho, phải nhìn sâu thấy rõ cái cuộc đời này, đó là thế. Thế là thế gian á. Nhìn sâu thấy rõ cuộc đời để nghe được những âm thanh. Âm thanh vui buồn, thích, ghét, tất cả các loại âm thanh. Gọi là Quán Thế Âm. Là một vị Bồ Tát luôn luôn tìm tòi cứu xét, tìm tòi quán xét cái tiếng, cái âm thanh của chúng sanh. Mà chúng sanh này đủ dạng âm thanh hết. Ăn mà ngon nghe thôi, đủ thứ âm thanh ngon, hít hà, ngon, đủ kiểu hết. Bực bội một cái cũng đủ âm thanh hết. Cho nên trong 10 cái nhẫn á, nhẫn nhục á, mà Phật giáo định cái nhẫn nó tới 10 thứ nhẫn. Và trong đó có một cái gọi là âm thanh nhẫn. Hôm nào mà vô ngủ chung chừng 4 người với nhau rồi, tối đó là phải quán chiếu và thực tập âm thanh nhẫn. Bên này cưa, bên này khẹt, bên này khò, bên kia phùng, phu, phu. Tôi nằm tôi ngủ không được. Nhưng mà không lẽ bây giờ tôi ngồi vậy, tôi dựng mấy ông vậy thôi, tôi nằm đây tôi quán âm thanh nhẫn. Học Phật rồi thích lắm. Tại vì Đức Phật và Tổ định hết những cái từng các cái pháp đó cho mình. Để mình làm gì? Nó chồi lên mình biết nó tên gì mình kêu nó. Thí dụ như mình gặp cái người đó mà họ lấy lộn chiếc dép của mình rồi, mà mình nói chị cho em xin lại, có họ háy quýt mình là bắt đầu mình nổi cái máu mình lên, cái làm việc này sân nè. Gọi nó, gọi đúng tên đó. Gọi cái tên nó để làm gì? Để biết rằng mình đang bị sân đó, biết không? Mà sân cái chuyện không có cần thiết. Rồi người ta lấy nhầm của mình, lẽ ra người ta xin lỗi. Mà giờ người ta không xin lỗi mà tao còn thấy mình cái nữa. Rồi cái mình giận luôn cái mình với họ bạn với nhau. Thì khi mình biết như vậy là cái pháp xấu của họ đã lôi mình theo rồi. Vậy mình dở rồi. Mà không khéo trong cuộc đời này, mình cứ bị cái pháp bất thiện của người ta cứ lôi mình xuống.
Nè, họ ghét người nào rồi họ nói cho mình nghe, mình ghét hùng luôn đó. Có không? Thỉnh thoảng mình cũng bị vậy đó. Tự mình không biết gì về người đó hết trơn á, những chỉ nghe người kia quảng cáo thôi. Nhỏ này alpha b b c, rồi bắt đầu mình đi gặp ai nhỏ này a b c d d. Họ chỉ có bắt không, bản tôi nói. Như vậy thì mình bị cái pháp bất thiện của người khác lôi mình, không tự chủ được. Và mình tu tập để làm gì? Để làm chủ cái tâm mình, làm chủ cái tâm sân, làm chủ cái tâm si, làm chủ tất cả thứ tâm. Vì cuộc đời này mình không làm chủ được gì ngoài làm chủ tâm. Mình làm chủ nhà được không? Được, nhưng mà không có tiền nhà băng lấy. Cho nên giờ nghe anh làm chủ, dạ tôi làm chủ mà tạm thôi. Giấy tờ chưa xong mà mua chiếc xe 60 ngàn, trả 35 năm, trả không hết thì cho họ lấy, đúng không? Thậm chí bây giờ á, mua cái tivi coi thôi 2 năm sau hết mà nợ chưa trả hết, tại tháng trả có 10 đồng. Rồi nói cho cùng, cuộc sống này mình làm chủ đủ thứ, mà nghĩ cho kỹ thì cuối cùng mình không làm chủ gì hết, ngay cả cái thân của mình này. Mình đâu làm chủ được cái thân. Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh, nó muốn đi giờ nào nó đi, không có thể nào làm chủ được hết. Nhiều khi mình thấy ba nấc thang mình muốn đi dữ lắm mà đi không nổi. Thật tình là như vậy luôn. Bây giờ mình còn trẻ ha, Pháp Hòa thấy cái điều này rõ lắm. Tại ở chùa rất là đông mấy bác, có 8 nấc thang đi xuống lầu thôi, thì Pháp Hòa thấy một bác ở dịnh đi từng nấc từng nấc. Nhưng mà mình á, mình bước ra vậy á, mình chỉ lắc bác một cái thôi, trong mấy giây thôi là mình đã xuống đất rồi. Nhưng sau khi đi như vậy xong thì Pháp Hòa thấy rằng cái tương lai của mình trở nên phải không? Thật ra là bây giờ là mình phải nhớ rằng những gì mà mình đang làm rất nhanh gọn ở đây. Có nhiều bây giờ Pháp Hòa thấy mấy bác đó, chậm lụt trở lại, mà ngày xưa là một thời gian xóm, bây giờ vàng là bán hết rồi. Còn mấy cây son là đó. Cái đó là quán thôi chứ gì đâu. Ngẫm người mà nghĩ tới ta là cũng là cái chuyện tu tập của mình thôi. Thì Pháp Hòa thưa như vậy là để mỗi một năm mới cái mình cũng muốn cái gì cũng mới. Nhà cửa nó cũ mềm mà, nhưng mà phải chùi sạch cho nó mới, phải không? Cũng là cũng cái chén đó, cũng cái nồi đó, cũng cái bàn, cái ghế đó, nhưng mà hãy cuối năm cái đem ra lau chùi rửa, thậm chí ăn gian chút mua cái này này trải lên, để chi? Nhìn cho nó đẹp, cho nó mới. Bản thân mình cũng là người cũ thôi, nhưng mà tới ngày đó tân trang lên, rửa rồi tắm rửa chải tóc rồi tha lên rồi spray lên cho nó thơm, nhìn cho nó mới. Cũng là những lời đó thôi, nhưng bình thường cũng gặp nhau, chị khỏe không, bình an nghe. Nhưng mà Tết một cái thôi, từ sáng cho tới chiều không có dám nói gì bậy hết á. Cho nên Tết nhất, hiểu chữ Tết nhất không? Tết là nhất, cái gì cũng phải nhất, làm gì làm Tết vẫn nhất. Cho nên Tết nhất nghe. Người kia sắp nộ lên, ê ê Tết nhất. Nhắc nhở với nhau. Tại vì lời nói của mình phải đẹp, hành xử mình phải đẹp. Nhưng mà quý vị thấy không, thật ra thì 365 ngày là do mình định mà. Khi mà mình nghiên cứu rồi mình thấy đó, đâu phải từ khởi thủy là đã có 365 ngày quy định một năm đâu. Nó đi theo những quá trình của thời gian, lịch sử. Và do mặt trời, mặt trăng, mà chúng ta có tính lịch âm, lịch dương. Người Tây Phương họ lấy mặt trời, lấy trái đất đi vòng mặt trời, gọi là dương lịch. Còn người mình là lấy mặt trăng, cho nên gọi là âm lịch. Người phía người Á Đông mình là lấy mặt trăng làm chuẩn định ngày tháng, cho nên mình gọi là âm lịch. Người Tây Phương người ta lấy mặt trời làm chuẩn, ta gọi là
ta để ta định tháng ngày thì mình gọi là dương lịch. Rồi trong cái quá trình đi bao nhiêu lâu thì nó gì nó dư lại, cho nên mới có tháng nhuận. Nó mới có những cái tháng nhuận như vậy. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng biết rằng tất cả là do con người mà quy định. Chứ cuối cùng ngày nào cũng như ngày nấy, phải không? Một ngày như mọi ngày mà mình vẫn ăn mặc ngủ nghỉ nói năng tiêu tiểu bình thường. Nhưng mà ngày đó tự nhiên tuyên bố đầu năm nghe, để chi biết không? Để có mình thay đổi một tâm trạng. Ôi, năm ngoái xui quá rồi, năm nay mình phải phấn khởi lên. Học sinh cũng vậy, cứ 3 tháng đổi thơm. Để chi? Con học xong cái thơm này. Không, tiếng Việt gọi là cái gì? À, học kỳ. Dở rồi con ráng nha, học kỳ tới phải giỏi nha. Thật ra chia vậy để làm gì? Để cho con người mình có một tâm trạng bỏ cái cũ và sẵn sàng phấn đấu để đi lên cái mới. Chứ nó giống nhau hết á. Cho nên nhà, đối với nhà Phật, những người mà người ta tu đạt, ta thấy rõ trong lòng ta đâu có khi nào mà không xuân. Trong lòng mình đâu vui vẻ thì ngày nào mà chẳng là ngày xuân. Xuân vắng hay không khi cười đùa thay cho giận dỗi. Xuân vắng hay không khi rạng ngời mắt và môi. Xuân vắng hay không khi không hờn ghen tức tối. Xuân vắng hay không khi biết vui sống trong lòng người. Đó là cái định nghĩa xuân của người tu. Mùa xuân sẽ không vắng nếu mình biết sống kiểu đó đâu. Xuân vắng hay không khi cười đùa thay cho giận dỗi. Xuân vắng hay không khi rạng ngời mắt và môi. Xuân vắng hay không khi không còn ghen, khi không hờn ghen tức tối. Xuân vắng hay không khi biết vui sống trong lòng người. Đèn thiên soi dấu, bước xưa không lạc lối. Cho nên ngày nào cũng là ngày xuân. Hồi xưa các vị dạy mình á, nhật tân, hữu nhật tân. Ngày hôm nay mình mở đổi mới, ngày mai mình đổi mới là nhật tân. Nhật là ngày, tân là mới. Nhật tân, ngày mới, ngày lại mới. Hữu nhật tân, ngày lại mới. Nghĩa là ngày mới mình cũng thay đổi mình mới. Hồi nhỏ mà nhớ mà có một bộ đồ, mùng 1 Tết bà già mới mở tủ ra cho mặc. Mặc xong chiều 1 xếp lại cất, năm sau mặc tiếp. Vì không lớn, không có lớn. 12 tuổi đặt chân qua tới Canada, đem lên cây cân 42 pound. 12 tuổi có 42 pound là nhiều ký, khoảng hai mấy ký thôi. Thật là không có lớn, cho nên bộ đồ đó mặc có cũ đâu. Mà quý vị biết không, mặc xong rồi cất để em tủ, năm sau ra đối với mình nó vẫn là bộ đồ mới. Quý thầy có những cái chiếc y năm đắp chừng lần, tại vì nó hơi mới. Thôi để Tết nhất rồi mặc. Tết là phải nhất, cái gì đẹp nhất là cứ để cho ngày Tết. Cho nên Việt Nam mình gọi là Tết nhất. Pháp Hòa đi vòng vòng nói như vậy để chúng ta biết rằng á, cái tu tập của mình á, nó không có cái gì gọi là ghê gớm đâu. Nó không có cái gì gọi là ghê gớm mà mình làm không được hết, mà thật sự rất cần. Tại vì nếu mình không có những cái tư duy, không có những cái thấu đáo đó đó, thì cho dù cái ngày hôm nay là ngày Tết mà mình vẫn sống cũ rích thôi. Nhưng mà nếu mà nó là giữa năm rồi, mà cuối năm rồi đó, mà mình có những cái đổi mới cho cuộc đời mình, cuộc đời mình nó thay đổi do cái tư duy, do cái cách sống của mình. Hạnh phúc của mình nó cũng thế thôi. Tại sao giữa mình với người kia không hạnh phúc? Là tại vì hai cái nguồn tư duy, cách sống nó không tương đồng. Thì bây giờ nếu mình nhận ra được cái điều đó, thì bây giờ ngồi lại với nhau là tìm ra những cái gì đó nó tương đồng và để nó hòa hợp với nhau nó sống thôi. Người ta hay dùng cái chữ là hòa hợp. Chữ hòa là mình tan vào đó.
Chữ văn á là cái đẹp, chữ hóa đó là mình biến hóa, mình biết làm ra, cho nên gọi là văn hóa. Văn là đẹp, hóa là mình biết hòa nhập biến hóa vào đó. Cho nên đất nước nào cũng có văn hóa. Xin lỗi đại chúng, nhiều khi người nào mà sống mà có ý thức thế này, người đó sống có văn hóa lắm. Nghĩa là họ có cái đẹp ở nơi họ, và họ biết biến những cái đẹp đó đi vào trong cuộc sống đời thường và mọi người. Chứ có gì đâu. Cho nên văn hóa không phải là chữ nghĩa, mà văn hóa nó là cái cách sống. Nó là cái cách sống. Và cái cách sống đó nếu mình không có nhìn rõ, lau chùi, mài mò nó thì nó không bao giờ nó có được. Nó là đồ cũ mà biết chùi là nó sạch. Bộ lư Việt Nam mình lư để bàn thờ, cuối năm đem xuống chùi lần. Chùi đem lên rồi là bóng loáng, bắt đầu chuẩn bị ăn Tết một năm mới. Cho nên ngày đó bưng xuống, lau chùi bàn thờ, dọn dẹp nhà cửa, màn tháo xuống, giặt rồi treo lên tiếp. Cửa sổ lau, nói chung là mọi thứ. Lau là gì? Tẩy rửa để chuẩn bị cho một cái mới. Chứ có gì mới đâu, cũng cái màn đó mà bỏ giặt sạch. Con người mình cũng thế thôi. Cứ sửa mình thì tự nhiên mình sẽ mới, và mình làm mọi người xung quanh. Sở dĩ mình có những cái hạnh không hạnh phúc, những cái chống bán nhau là tại mình không có hòa hợp được với nhau thôi. Mình cứ là một ly nước với lại một ly dầu thì không có đánh tan cỡ nào đi nữa, thả nó một cái rồi là dầu trở về dầu mà nước trở về nước. Nhưng mà nếu mình là sữa với nước thì nó sẽ hòa với nhau. Thế quý vị thấy không? Thí dụ bây giờ mình xin phép đại chúng là nếu bây giờ ở đây mình sống bằng cái tâm kỳ thị rồi, là lập tức trong chùa nó sẽ có, trong cái cộng đồng nó sẽ có cái kỳ thị giữa người cũ và người mới. Cho nên bàn thờ linh đó, mình đưa lên để làm gì? Hội nhập. Thí dụ người mới chết á, người trong vòng 49 ngày á, mình thờ cái bàn thờ riêng. Để làm chi? Thứ nhất là vì họ mới mất, mình muốn có một cái sự tưởng niệm đặc biệt riêng cho họ. Rồi con cháu mỗi ngày làm cơm, cúng rồi thắp hương này kia nọ. Sau 49 ngày bắt đầu làm cái lễ gì? Lễ thỉnh cái người mới mất đó lên an vị chung với ông bà tổ tiên. Đó là sự hội nhập đó. Sống cũng phải như vậy, mà chết cũng phải như vậy. Ông có kỳ thị cỡ nào rồi, ông nằm xuống đó tôi sắp xếp hết cho. Cho nên không có vấn đề kỳ thị. Mà kỳ thị là một cái tâm hành không tốt, nó sẽ làm cho bản thân mình tự cô lập, tự mình cô lập mình trước. Và mình không còn có những người bạn, những người thân, là tại vì tự mình có một cái, mình dựng lên bức tường của sự kỳ thị. Mà quý vị thấy có những người họ ôm một cái hiềm hận trong cuộc sống là tại vì họ đã không may mắn, họ lọt vào những cái môi trường bị kỳ thị. Cho nên họ ôm một cái nỗi hiềm hận. Và vì ôm cái nỗi hiềm hận đó cho nên rồi một ngày nào đó họ phải trả thù. Cho nên họ đi tới những hành động bạo động, xả súng vân vân, để mà họ thỏa mãn cái hận thù của họ. Nhưng mà cuối cùng khi họ làm xong rồi, họ biết họ không còn đường thoát. Một là họ phải tự vận, hai là họ phải ở tù. Cho nên khổ đau nó chồng chất. Tất cả mọi cái negative càng phát triển thì nó sẽ càng như là một cái khối bệnh lan truyền mà không có cách chữa. Mình tu tập là mình để thấy rõ những cái tâm đó. Thì ở trong này á, Đức Phật dạy mình á, có khoảng 11 thứ tâm. Thiện lành mình nên tứ tâm. Tại vì mình có tâm thiện ở trong lòng mình á, để làm chi?
tự động cuộc sống này nó sẽ đẹp mà mình không cần phải nói gì hết. Giống như nãy Pháp Hòa nói, nếu quý vị phát hiện ra con mình nó có những cái điểm tiêu cực, đừng lấy cái, đừng có nói cái đó, cứ tìm những cái tích cực hướng dẫn nó, thì từ từ kia nó tự nó lùi. Bản thân mình cũng vậy thôi. Ai gặp mình mà cứ tưới hoài cái chuyện đó là mình bực bội lắm. Chẳng hạn như thí dụ bây giờ hồi nhỏ mình làm biếng đi, lớn lên rồi mình cũng đỡ đỡ rồi, thằng này làm biếng cái mình nói sao, hồi nhỏ rồi mà nói hoài không biết có ai Việt Nam mình là hay vậy. Tôi, cái đó tôi hồi nhỏ rồi mà lớn lên tôi còn nói hoài. Thế nên mình biết rằng cái điều gì không có thiện lành đừng tưới nó, mà cứ tìm cái thiện. Vì vậy cho nên mình, tại sao mình tụng kinh, tại sao mình phải niệm Phật, tại sao mình phải ngồi thiền, đó là những cái pháp để nó lắng cái kia xuống, mà để cho cái kia nó tự nó yên thôi, mà không cần phải đẩy nó, không cần làm gì nó hết, không cần đánh phá gì hết. Mình tu, mình sống là mình biết tưới cái thiện, tưới cái tốt, và đừng có tưới cái không tốt. Bây giờ Pháp Hòa nói trong lòng đất của mình nó có cái rễ của cỏ dại không? Có. Nhưng mà ai mà đi lấy nước tưới khơi vậy? Ta tưới cây bông, cây hoa của người ta thôi. Rồi nước mà cỏ dại nó có bọc là nó ăn ké. Nhưng mà chuyện đó ăn ké mình chịu thôi, chứ không tự dưng mình đi lấy cái đám cỏ dại lợi tưới thì chăm sóc đó, phải không? Tưới cây bông, cây trái gì mình trồng. Thì bản thân mình cũng vậy. Thứ nhất là mình có tính. Tính là một cái tâm thiện. Để chi? Để nó đối. Tại vì hễ mà trên cuộc đời này có những tâm bất tín, thí dụ như người ta không tin trời Phật, không tin có Phật, có Chúa, có tội, có phước, có nhân, có quả, có tính gì hết á. Và thậm chí họ không còn niềm tin giữa con người với con người luôn. Thì quý vị thấy khổ không? Người sống mà không còn niềm tin gì với ai hết. Thì bây giờ nếu như mình biết rằng mình có được cái niềm tin trong lòng mình là mình biết cái đó là một cái tốt. Tại vì dù sao đi nữa đó, niềm tin là một cái điểm hy vọng để con người vươn lên với cuộc sống. Quý vị khi mà quyết định đi qua đây bằng hình thức nào cũng vậy, đi vượt biên cũng vậy, hay là đi theo diện đầu tư, hay là đi theo diện học hành vân vân, mình không biết gì cái chỗ mình sắp tới hết. Nếu mà có biết đi nữa, đại khái đọc trên sách vở rồi được người ta giới thiệu thôi, chứ mình có biết chắc chắn là cái gì đâu. Nhưng mình có một niềm tin, ở nơi đó mình sẽ có một cuộc sống khá hơn, hay là mình sẽ tới đó mình sẽ giúp cho con mình trong tương lai tốt hơn. Không có niềm tin đâu có tới đây. Mặc dù ở đây nó có những cái bất tiện của nó là lạnh lẽo, thưa vắng, ngôn ngữ, mọi thứ sẽ thay đổi hết. Nếu mà so ra đó, cái cực nhập mà qua đây với cái mình được là trước mắt là thấy bây giờ là mình bất tiện nhiều hơn đó. Không có xe cộ nè, thời tiết khắc nghiệt nè, ngôn ngữ không có được thông thạo nè, cái gì cũng không có tiện gì hết á. Nhưng mà có một niềm tin chắc chắn rằng mình sẽ có một tương lai tốt. Thì giữ cái niềm tin đó, giống như các vị ngày xưa đi vượt biển thôi, thập tử nhất sinh mà. Nhưng mà thôi kệ đi, mình có một niềm tin. Hồi đó mà đi tu á, 15 tuổi đi tu, một đứa nhỏ 15 tuổi thì biết cái gì mà gọi là hoằng pháp lợi sinh, biết cái gì gọi là làm lợi cho Phật Pháp, biết cái gì gọi là tu hành chánh quả, không biết cái gì hết. Chỉ có một cái niềm tin duy nhất thôi là ham tu, bất cứ cỡ nào cũng muốn tu. Thậm chí hồi nhỏ mà 12 tuổi mà sắp sửa qua đây, Pháp Hòa ra điều kiện với mẹ Pháp Hòa đó. Khi mà nếu mẹ muốn con đi là khi qua tới Canada rồi trước sau gì phải cho con đi tu. Tại vì Pháp Hòa không chịu đi, Pháp Hòa muốn ở lại, tại vì Pháp Hòa sợ qua đây là không có cái cơ hội đi tu. Pháp Hòa nói bây giờ nếu ấy thì cả nhà đi đi, không cần đi, mình không cần đi, Pháp Hòa muốn ở lại cũng được, miễn là mình được tu. Rồi bây giờ nó không sao, qua đó đi rồi mẹ cho con tu.
Thật ra bà già cũng hứa cụi suông vậy thôi, chứ bà cũng biết gì đâu ngoài này. Nhưng mà một đứa nhỏ có niềm tin. Cái ngày Pháp Hòa ra nước ngoài, hành lý của Hòa không có cái gì ngoài một sâu chuỗi, một tượng Phật, một quyển kinh, một cái áo tràng. Gia tài của một đứa nhỏ 12 tuổi rời thì Việt Nam vậy đó. Và khi mà quý vị biết Pháp Hòa sợ người ta đập cái tượng Phật, tại vì lúc đó đi rất là khó, ai mang tượng ra là bị đập hết, tại họ sợ mình nhét tiền bạc hay là hột xoàn vô tượng á, cho nên họ phải đập tượng. Thì Pháp Hòa nghe như vậy, quý vị biết, để tượng Phật lên. Pháp Hòa lại Phật suốt đêm đó cho tới giờ ra phi trường luôn, cứ thắp nhang lại Phật. Con chỉ muốn thỉnh Phật ra bên ra nước ngoài để con thờ, xin Phật đừng để cho người ta đập tượng. Không có biết gì hết, nhưng có một niềm tin rất lớn. Và cứ lại Phật như vậy. Rồi tới giờ ra phi trường thì cái tượng nó cầm lên, cầm lên là định đập đó. Thì cuối cùng cái tượng nó lọt. Thì quý vị biết không, cách đây khoảng một năm hoặc hơn gì đó, cái cô nhân viên mà 30 năm, 30 mấy năm trước đã đứng và cầm cái tượng và lên để xót đó đó, cổ bây giờ đang sống nước ngoài. Và vô tình cô nghe một bài giảng và nhắc cái chuyện đó, thì cô mới nhớ lại cái hình ảnh mà ngày hôm đó. Và cô đã viết cho bà một cái thơ. Tôi nghe lại cái bài giảng đó và tôi biết rằng đứa nhỏ của ngày đó bây giờ là thầy Pháp Hòa đó. Pháp Hòa không có được mang theo một quyển kinh. Lúc đó là sợ, họ sợ là đi khó khăn. Nhưng mà mình sợ qua đây là mình quên kinh. Cho nên Pháp Hòa đi lượm được 3 cuốn tập. Người ta xài nửa chừng lượm được 3 cuốn. Rồi Pháp Hòa tự nhớ lại những bài kinh đó và chép lại. Bây giờ cuốn kinh đó Hòa vẫn còn giữ, với cái nét chữ của một đứa nhỏ 12 tuổi. Thì Pháp Hòa nói như vậy ở đây để Hòa cũng thưa đại chúng là mình có niềm tin. Niềm tin nó sẽ đưa mình vượt tất cả mọi khó khăn. Ở đây dù có lạnh, nhưng quý vị cứ niềm tin là tháng 5 hết lạnh. Mình đi làm cực khổ lắm, nhưng mình vẫn có một niềm tin 2 tuần sau có money, có check. Một người mà họ có một cái hy vọng, thí dụ Pháp Hòa thấy, thí dụ trong cuộc đời này có những người ta làm việc từ thiện, cho nên những người nghèo họ không có đến nỗi là tuyệt vọng, là họ tin rằng cái nghèo của họ sẽ có người ta giúp. Nhưng những lần cứu lụt bão lụt á, họ leo, nước nó ngập lên tới cái nóc rồi, họ leo lên trên nóc họ ngồi. Họ ngồi để làm gì? Họ chờ những đòn cứu họ. Họ không có niềm tin, làm sao họ sống còn. Cho nên làm gì làm, cuộc sống mình dù lớn, dù nhỏ, dù học, dù tu, dù đời, dù đạo, vững cái niềm tin của mình. Mình thấy người ta làm, mình làm thiện cho người ta, mà tại sao người ta cứ đối xử xấu ác với mình? Mất niềm tin với cái nhân quả. Không có. Cho, tại vì ngay từ đầu là mình đã không expect cái gì hết. Mình không có nghĩ là mình cho được gì hết. Nhưng mà bây giờ mình có khả năng cho, và người ta đang rất cần mình. Cứ làm, mà đừng suy nghĩ rằng làm để một ngày nào đó họ sẽ trả lại cho mình. Cái đó nhà Phật gọi là hành xả. Hành xả là gì? Nghĩa là bất cứ việc gì mình làm trong cuộc đời này, nhưng đừng vướng mắc vào những gì mình làm. Xả liền ngay lúc đó. Đã xả được cái của rồi, xả luôn cái tâm mà họ phải nhớ ơn mình, họ phải trả ơn mình, họ phải làm gì.
sống được với cái tâm hành xả đó là tập thiện. Quý vị con bệnh lên nhờ thầy tụng, thầy tụng xong may mắn cho ông thầy, được bác sĩ chữa nó hết bệnh, lên nói thầy linh quá, nhớ ơn tôi nghe không, bữa nào tôi cần gì nhớ giúp đỡ nghe không. Vậy khổ không? Phải memory cái người đó, phải nhớ người đó. Hành xong rồi xả. Xả là gì? Là không có vướng bận, chứ không có nghĩa là mình làm gì ghê gớm đâu. Xả là đừng có vướng bận chuyện gì mình làm cho gì, cũng may mắn là mình có việc mình làm. Nhiều khi mình muốn làm thiện mà không còn khả năng để làm, cho nên khi mình còn khả năng làm thiện cứ làm. Và quan trọng nữa là gì? Người đó đến để nhờ mình, chứ nhiều khi mình không đủ cái nhân duyên á, mình muốn làm thiện mà không có ai tới với mình hết. Pháp Hòa ví dụ ở đây mà muốn phát gạo, cho gạo người ta để bố thí được không? Khó lắm. Ở đây ta sợ gạo muốn chết. Ta nghe tới ăn gạo là ta sợ. Ăn sao sợ mập. Mà giờ đâu có ai nghèo mà đến đây xin gạo đâu. Cho nên muốn bố thí gạo không được. Thành ra nhiều khi có những cái việc mình muốn bố thí mà không có cái phương tiện để làm, không có cơ hội. Vì vậy mà có làm được việc gì cho ai cứ nghĩ ồ đây là cái phước của mình. Pháp Hòa làm gì cho ai, người ta hay nói trời ơi gia đình con phước quá, được thầy giúp nó. Không, đừng nói vậy. Mà Pháp Hòa phải thấy rằng Pháp Hòa có cái phước được làm việc này cho quý vị. Thí dụ như quý bác lớn tuổi, giống như thí dụ vừa rồi đây mình có bác Minh Kính, bác Diệu Quang là một trong những vị trưởng lão ở đây đó. Mà khi hai bác quá vãng là Pháp Hòa được cái phước về đây lo. Tại sao? Lúc đó không đi giảng xa. Nếu mà lỡ mà đi giảng xa như Âu Châu, Úc Châu thì làm sao? Thành thử ra rồi lúc đó lại không bận việc ở xa. Thời gian mình sắp xếp được, sức khỏe mình còn để đi. Như vậy đâu phải là phước của mấy bác mà là phước của mình. Các bác lo phụng sự cho chùa mấy chục năm, ngày cuối đời của các bác, mình được về lo cho các bác, đó là phước của mình. Và đại chúng cứ nhớ cái cách đó xong thì tự nhiên mình cái tâm mà cống cao ngã mạn của mình đó, nó được dừng lại. Tôi được làm cho anh tại tôi có phước tôi được làm. Anh cảm ơn tôi, đó là cái bổn phận lịch sự của anh. Nhưng mà tự lòng tôi biết tôi được phước tôi làm cho anh. Anh không nhờ tôi đâu có được phước làm. Thật ra mình biết rằng có nhiều khi cái việc thiện mình khởi xướng mà tại sao có người hưởng ứng mà có người không? Có nhiều người ta kêu rác cổ không ai hưởng ứng, còn mình mới nói sơ sơ người ta hưởng ứng, thì mình biết rằng cái duyên của mình với chúng sanh, với việc thiện. Thì phải lấy cái đó là cái phước của mình, chứ đừng lấy cái đó làm cái cống cao đó. Không? Tôi nói con tiếng kia người ta là tự nhiên mất phước. Lẽ ra nãy mình được cái phước tổng hộ, nói chi cái cống cao ngã mạn đó mất phước. Mình được làm việc gì cho ai và có cái phước đó, thì nhà Phật gọi cái đó là hành xả. Xả nghĩa là không chấp. Hằng ngày mình sống giữ cái tâm để chi? Để cái tâm mình nó thanh tịnh. Quý vị cứ tưởng tượng cái tâm mình nó đang bình an vậy đó, mà mình giận một người, giận hai người, giận ba người, rốt cuộc cái lòng của mình nó đầy ắp, mà nhìn ra toàn là những món độc không à. Những người mình giận không à, người thương không có. Mà thử hỏi trong cuộc lòng, trong lòng của mình mà có được người mình thương là mình sẽ hạnh phúc hơn, mình dễ thương hơn. Người nào mình thương á, mình gặp đi đâu gặp họ, ô vô số điều tốt mình kể. Người nào mình không thương rồi thì thôi, vô số điều không tốt của họ để mình kể, rốt cuộc ta gặp mình ta né. Thôi thôi đừng gặp chị đó, anh đó. Gặp ổng là ổng kể toàn là chứng chuyện của người ta không à, mà tôi có biết họ là ai. Trong lòng của mình nó chứa cái đó, cho có cái niềm tin. Thứ hai á, là mình có cái tâm tàm. Tàm là gì? Tự mình xấu hổ với mình. Có nhiều khi mình không giỏi đến mức vậy mà ta khen mình quá trời quá đất, thì thôi tự
thôi tôi tạm nhận thôi. Giờ tôi tự biết. Tôi tự biết. Hết giờ nhớ báo nha. Bữa nay không có đồng hồ. Tính là một tâm thiện. Nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng mình có niềm tin đó, có phải là đỡ hơn không còn niềm tin không? Nó đỡ lắm. Tại vì cái người không còn niềm tin thì không có cái điều ác gì mà họ không làm, không có cái điều xấu dở gì mà họ không nói. Tại họ đâu có tin có thiên đường, địa ngục, có Phật, có trời, có tội, có phước, có nhân, có quả gì đâu. Cho nên họ giận ai là họ chửi xả láng luôn. Họ muốn làm điều gì cho ai là họ sẽ làm tận cùng luôn. Tại vì họ không tin gì hết. Và thậm chí họ không còn muốn gặp hay là làm việc với ai gì. Họ không tin bất cứ một người nào trong cái thế gian này. Như vậy là khổ lắm. Đó, mà mình có phải là mình sống với nhau, một trong những điều kiện của hạnh phúc là mình có niềm tin cho nhau không? Mình không còn niềm tin cho nhau là mình không có thể nào mình gửi gắm gì được cho nhau đó. Cái người đó họ trao thân gửi phận cho nhau là tại vì họ có niềm tin với nhau. Mình thân với bạn, mình kể những cái chuyện thâm cung bí sử của mình là tại mình tin người đó. Chứ mình mới tâm sự được, chứ không có mình không có tin nữa. Chứ có niềm tin đó, nó sẽ làm bất cái tâm hành bất tín là cái tâm hành không thiện. Còn tín là tâm hành thiện. Tín là tàm. Tàm là gì? Là xấu hổ. Tự mình xấu hổ với chính mình. Rồi kế cái tâm tàm là tâm quý. Quý là mình xấu hổ với người khác. Đó, thí dụ như á, mình mới nói xấu người đó, cái người đó xuất hiện cái ô mình khen nức nở, mà cái người ta đứng đây nè, ta nhìn mình, ta nói ủa sao ngộ vậy, mới nói xấu quá trời mà tự nhiên người đó xuất hiện cái mình xoay qua mình trở cờ, mình làm quá hay luôn. Thì người ta tự nghĩ trời đất ơi, cái người này như vậy á thì tôi đây cũng không sót, không lọt sổ đâu, phải không? Thì tự động cái mình mất cái niềm, mình mất điểm với cái người mà mình, người thứ ba. Cho nên cái người mình mà nói xấu ai đó thì mình phải biết rằng người, cái người nghe mình nói xấu người khác, người ta cũng có suy nghĩ về mình chứ không phải không đâu. Trời, cái người này hồi bữa thân với cái người đó, bữa nay nên nói vậy thì tôi đây cũng sẽ nằm trong danh sách đó thôi. Thì tự nhiên người ta sẽ có cái phòng ngừa với mình. Cho nên đó, tàm với quý là hai cái tâm thiện. Bây giờ cái cách dễ nhớ nè: tự tàm, quý tha. Cái cách định nghĩa cho dễ nhớ ha: tự mình tàm hổ thẹn với mình, quý tức là mình hổ thẹn với, chữ tha là người. Tự tàm, quý tha. Đó là cái cách mình nhớ hai chữ tàm quý. Sống phải có tàm quý. Mình biết chừng mực của mình, mình biết được khả năng của mình tới đâu, để mình làm việc gì để đừng có bị quá lố. Cho hồi xưa các vị cổ đức cũng dạy mình: tri kỷ, tri bỉ, bách chiến bách thắng. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Trí giả tự tri, người trí tự biết. Người ta nói câu đó mình hiểu ta đang nói cái gì, hay ta nói vậy thì mình hiểu là giờ giấc nó như thế nào, thời gian nó như thế nào. Có nhiều khi người ta nói mà mình không hiểu ta đang nói gì, mình cứ ngồi hoài, mình làm hoài. Có cái ông đó tới nhà bạn ông chơi, bất chợt ông tới mà, cho nên ta đâu có chuẩn bị đâu. Rồi người ta mời: anh rảnh không ngồi ăn với tôi miếng cơm? Thì ta mời con miếng mà. Ông ngồi xuống ăn hên chén. Ăn xong cái muốn bới nữa, mà giờ cái người kia hết cơm rồi, không biết họ nói sao giờ. Cái nói: trời ơi, anh biết không, rồi cái ông mà người ta cứ khừng khừ hoài, người ta mời thì cái ông ăn hết cơm đó, ông bạn tới nhà ăn hết cơm á, ông muốn bới cơm thêm mà ông không biết nói sao. Ông nói: trời ơi anh, hồi nãy trên đường về nhà anh đó, tôi thấy ngoài chợ nó bán cam á, trái nào trái nấy bự như cái chén này nè. Cái ông đưa chén không ra.
ổng ý ổng là tôi hết cơm rồi, ổng hy vọng là ông kia thấy cơm mà chén hết đúng không. Ông bạn ông nói ôi cái bữa anh Cam mà anh thấy nó không có to bằng cái cam ở nhà tôi, nó bự như cái nồi này nè. Ông đưa cái nồi cơm không ra. Tự tàm quý tha. Nhiều khi mình tới nhà người ta chơi mà người ta nói một hai câu là hết giờ rồi, người ta ta muốn tiễn đó, thì không lẽ ta nói thôi anh về nghỉ nghe. Tự nhiên mình nghe mình, hoặc là tự mình tới mình biết giờ giấc, mình nhìn đồng hồ mình tự biết. Không? Thì cái đó ta ghi là trí giả tự tri, người trí thì tự biết. Mình à, tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ, bất sĩ. Mình biết dừng đúng lúc thì mình nên dừng, mà dừng không đúng lúc á, thì cả đời mình không có bị nhục. Mình nếu mình dừng đúng lúc, cả đời không bị nhục. Tri chỉ tức là biết cái chỗ dừng, liền dừng. Tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ, cả đời không có bị nhục. Như cái bong bóng thôi, mình thổi nó càng lên nhưng mình phải biết dừng. Nếu mà mình cứ thấy mình thổi mà nó lên hoài thì lát nữa nó làm gì? Nó bể cái bong bóng thì tự nhiên bỏ cái ông ra thổi bong bóng, và cuối cùng vì không biết dừng đúng lúc thì cái bong bóng nó bể thôi. Mình ăn hiếp ai cũng vậy, ăn hiếp vừa chừng thôi. Người ta nhịn mình á, có thể người ta vì bất cứ lý do nào, vì quyền lực của mình, vì thế lực của mình, vì cái gì của mình, có thể vì chức phận, vì tuổi tác hay cái gì của mình, người ta sẽ nhường mình. Nhưng mình cũng phải biết, mình phải biết cái điểm dừng thì người ta mới không quay lại, người ta đối lại với mình. Người ta tiếng người Việt hay dùng cái từ là con chó mà mình lùa nó tới vách thì nó sẽ quật lại, nó hại mình thôi. Còn không thì mình sẽ bị nó cắn. Hồi nhỏ qua bị chó rượt tới đường cùng nó quay lại nó cắn, cũng cái tội ghiền cải lương đó. Quý vị nhớ hồi nhỏ ở xóm á, thì cả cái xóm mà đâu có phải nhà nào cũng có tivi đâu, phải không? Thì một hai nhà có tivi thôi, thì hễ mà tới giờ cải lương á là ô cha xách mền xách gối tới nhà người ta, nằm đầy nhà người ta để coi cải lương hết á. Ai có nhớ cảnh đó không? Rồi thì có một ngày nọ đang lân tơn chơi này, bắt đầu nó đờn cái bản nhạc hát cải lương lên rồi, chạy quá trời chạy tới cái chỗ đó sợ mất chỗ, chạy tới cái chó nó rượt. Trời ơi, mình đâu có biết dừng lại đâu, chạy chạy cuối hẻm cuối xóm không biết đường, dừng lại có nó nhào tới nó táp. Là mình một là người ta táp mình đó, hai là mình táp người ta. Có tính, có tàm, có quý là ba cái tâm thiện. Rồi ngày mai tối mình sẽ học 8 cái thiện còn lại. Tổng cộng là 11 tâm thiện, bất 11 tâm thiện. Ở đây là mình, đây là những gì mà Đức Phật dạy. Đức Phật dạy để chúng ta nhận diện. Có một bài giảng Đức Phật dạy về các cái tâm bất thiện. Nhưng mà hôm nay mình học là những cái tâm thiện. Và mình phải tin rằng cuộc đời này sở dĩ những cái, một cái người mà họ có cái thiện ở trong lòng, tự nhiên cuộc đời của họ nó sẽ làm cho cuộc đời họ vui vẻ hơn, và họ sẽ làm cho cuộc sống xung quanh họ, những người xung quanh họ nó cũng nhẹ nhàng hơn. Đó, quý vị đi với một người mà dễ tánh rồi, và đi với một người khó tánh, hai cái môi trường là mình cảm nhận nó khác liền. Một người thì rất là dễ dãi, sao cũng được, hội nhập được hết. Một người thì cái gì cũng bắt lỗi, cái gì cũng không chịu hết, thì tự nhiên mình né cái người đó hơn. Thôi thôi, tôi thấy rồi tôi sợ quá, tôi chưa tới tôi mà tôi sợ cho nên tôi né trước đi. Thì đại khái là vậy. Cho nên hôm nay là mình năm mới, mình học những cái đẹp, và trong đó là những cái tâm đẹp. Ba cái tâm đẹp đầu tiên là có niềm tin, có xấu hổ với chính mình, và có xấu hổ với chính người khác, gọi là tàm và quý. Những cái khác ngày mai mình học tiếp. Bây giờ mình sẽ dừng ở đây để chuẩn bị nghỉ ngơi.
Rồi, mong đại chúng về ngủ ngon. Ngày mai chúng ta sẽ cùng về chùa để làm lễ cầu an đầu năm ha. Rồi sẽ nghe pháp thoại ngắn buổi sáng mai. Rồi tối mai cũng khoảng giờ này chúng ta sẽ học tiếp cái bài học này. Cái chương trình ở đây nó vậy, mấy chục năm nay nó quen vậy đó. Rồi đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.